cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều mùng 2 tháng 6, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận thông tin. Một cô gái trẻ bị ngất sau khi chen vào đám đông đi theo ông Thích Minh Tuệ. Rất may, có hai cán bộ chiến sĩ công an thị xã Hương Trà đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông kịp thời phát hiện dìu vào lề đường. Ngay sau đó, một phụ nữ đã cõng cô gái này rời khỏi đoàn đông người. Một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Hương Trà nói, thời điểm xảy ra sự việc trời còn sớm, chưa có nắng nên chắc không phải do sốc nhiệt. Khả năng cô gái này chen vào đám đông, bị đuối sức nên bị ngất. Cùng ngày, đại diện chính quyền huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, hai người phụ nữ ở địa phương này bị sốc nhiệt khi cùng đoàn người đi bộ để bám theo ông Thích Minh Tuệ. Nguyên nhân Do thời điểm đó trời đang nắng gắt, bất ngờ chuyển sang mưa rông, dẫn đến hai phụ nữ này đuối sức, mệt và nằm xuống mặt đường. Rất may, hai người được lực lượng công an kịp thời đưa đến bệnh viện và hiện sức khỏe đã hồi phục. Trước đó, tối 30 tháng 5, lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân tên Lương Thanh S, 47 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã tử vong không qua khỏi. Ông Lương Thanh S được chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến bệnh viện Trung ương Huế chiều 30 tháng 5 trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Ông S tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ, cách thời điểm nhập viện 3 ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5. Ông S nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu, hồi sức tích cực trước khi được chuyển lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Với triệu chứng này, ông S tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị trước khi được chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian qua, hình ảnh ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, quê huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh, đi khất thực qua nhiều tỉnh thành, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Những ngày đầu tháng 5 năm 2024, khi ông đi qua một số tỉnh miền Trung, bắt đầu xuất hiện nhiều người được cho là tu sĩ tự nguyện đi cùng với ông. Ông Thích Minh Tuệ cùng đoàn người đang bộ hành vào các tỉnh phía Nam và đang đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn người đi đến đâu gây sự hiếu kỳ và tập trung đông người, khiến giao thông ách tắc. Lợi dụng hình ảnh một người bộ hành học tập Phật để gieo rắc những thông tin phỉ bán, công kích giáo hội Phật giáo và các nhà tu hành Phật giáo, gây mất niềm tin của nhân dân, Phật tử, phá hoại Phật Pháp, gây chia rẽ giữa các tôn giáo, chống phá chính sách tôn giáo của Đảng, nhà nước ta. Đó là những biến tướng nguy hiểm từ những ồn ào liên quan đến hiện tượng ông Thích Minh Tuệ cần phải được nhận diện và ngăn chặn. Từ chỗ là một người bộ hành thầm lặng kể từ năm 2017, ông Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội qua hình ảnh một khất sĩ đầu trần, chân đất, đắp tấm y chắp vá từ nhiều mảnh vải nhặt được và ôm ruột nồi cơm điện đi khất thực dọc theo các tuyến đường. Ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký thường trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai và từng là nhân viên đo đạc địa chính. Bản thân ông Tú không tự nhận mình là một vị sư, không phải là thầy và cũng không có đệ tử. Ông chỉ bộ hành để tập học theo lời dạy của Đức Phật, vừa là để rèn luyện sức khỏe. Điều khiến ông Thích Minh Tuệ gây được ấn tượng đặc biệt là ông đang tự tu theo hạnh đầu đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần, có từ thời Đức Phật tại thế Ông Thích Minh Tuệ thực hành các hạnh như mặc y phấn tảo, tức áo khâu từ vài vụ nhặt được, khất thực ngày ăn một bữa, sống ngoài trời, nơi gốc cây nghĩa địa, không ngủ nằm, không nhận tiền cúng dường. Ông không tu tập theo sự chỉ dạy của một vị bổn sư, cũng không ở một chú xứ nào cụ thể như một ngôi chùa hay am thất mà bộ hành rày đây mai đó và trong vài năm qua đã không gây ra bất cứ sự chú ý nào cho đến khi thông tin về sư Minh Tuệ được các TikToker, YouTuber, Facebooker thổi bùng khắp các trang mạng. Hình ảnh một người bộ hành tự xưng mình là con với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất thế gian để tập học lời Phật dạy đã gây được thiện cảm trong một bộ phận cộng đồng mạng và người dân. Trong khi cũng có những luồng ý kiến bày tỏ sự hoài nghi hoặc chê trách, phản đối pháp tu của ông. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của sư Minh Tuệ xôn xao trên mạng, cũng là lúc bùng nổ một làn sóng truyền thông nhằm vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm vào các nhà tu hành Phật giáo và tín đồ đạo Phật. Vô số những bài đăng, các video clip được cắt, ghép, dựng, đăng tải những thông tin mang tính chất so sánh phiến diện, tiêu cực, nhằm chỉ trích, phỉ báng, làm sói mòn niềm tin, gây chia rẽ cộng đồng Phật tử và hạ uy tín Phật giáo. Luồng gió tiêu cực được thổi lên mạnh nhất, xoay quanh ý kiến rất phiến diện cho rằng, người tu sĩ phải thực hành hạnh đầu đà như ông Minh Tuệ mới là bậc chân tu, mới đúng tinh thần của Đức Phật. Không ít Facebooker, YouTuber, TikToker hay influencer, tức người có ảnh hưởng đã tung nhiều bài đăng, nhiều video clip phỉ báng, miệt thị chư tăng ở các chùa to Phật lớn, kèm theo luận điệu rằng tu hành kiểu không chùa, không cúng dường, từ bỏ vật chất như ông Minh Tuệ mới là thanh tịnh, là chân tu. Đó thực sự là những quan điểm hoàn toàn sai lệch. Không cần phải có kiến thức uyên thâm về Phật giáo cũng biết rằng trong các vị đại đệ tử của Phật, chỉ có ngài đại ca Diếp là thực hành được hạnh đầu đà trọn vẹn. Các vị còn lại trong thập đại đệ tử như ngài Xá Lợi Phất, ngài Ananda, Ngài Upali không hành đủ 13 pháp hạnh đầu đà, nhưng đều là các bậc thánh tăng, đã chứng đắc thánh quả cao nhất A-la-hán. Bên cạnh đó, bất cứ ai đã tìm hiểu về Phật giáo ở mức căn bản nhất cũng đều biết rằng, ngay từ thời Đức Phật, Ngài đã thọ nhận và cho phép tăng đoàn sử dụng các ngôi tịnh xá nguy nga do các quốc vương, các trường giả xây cất cúng dường, mà chứng tích vẫn còn hiển hiện trên đất nước Ấn Độ cho đến tận ngày nay. Các tịnh xá là nơi Phật và chư thánh tăng giảng Pháp, tiếp nhận đồ chúng và tu tập. Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay, các ngôi chùa, tự viện cũng là nơi tăng ni tu tập, tầm cầu giác ngộ giải thoát theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh, theo tinh thần của Phật giáo Phát triển hay Phật giáo Đại Thừa. Với những người tu hành chân chính, chùa to hay các điều kiện vật chất khác chỉ để phục vụ cho trí nguyện hoàng pháp độ sinh và thực tế là nhiều ngôi chùa to Phật lớn, nhưng vẫn không thể đủ không gian cho Phật tử tu tập. Lại có một nghịch lý là trong xã hội ta ngày nay, nhiều người kêu ca phàn nàn về tình trạng thiếu trường học, kêu gọi xây thêm trường lớp cho học sinh. Nhưng những ngôi chùa vốn là trường học tâm, trường học đạo đức, khi được xây dựng làm nơi tu học cho tăng ni Phật tử thì lại bị những thành phần chống phá phỉ bán, bồi nhọ. Không chỉ vậy, làn sóng chống phá hiện nay còn lợi dụng hình ảnh thích minh tuệ để so sánh với những hình ảnh phát ngôn chưa chuẩn mực của một số ít tăng sĩ cố tình tạo ra một sự đối lập, tương phản, hồng bôi xấu, nhuộm đen cộng đồng tu sĩ Phật giáo nói chung, từ đó gây chia rẽ, gây mất niềm tin đối với người dân và Phật tử. Đây là một sự so sánh nguy hiểm khi họ cố tình lấy một số ít hiện tượng, con sâu làm rầu nồi canh để đánh đồng, bôi xấu hình ảnh Phật giáo, tăng sĩ Phật giáo nước ta và còn đồng thời công kích tín đồ Phật giáo là mê muội khi nghe giảng Phật Pháp cúng dường tam bảo. Nguy hiểm hơn, lợi dụng những ồn ào về hiện tượng thích minh tuệ, các thế lực cũng nhắm tới mưu đồ chia rẽ tôn giáo với đảng, nhà nước. Một mặt để gia tăng các mâu thuẫn, hạ uy tín Phật giáo đã bịa đặt miệt thị đường hướng phục vụ đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam và xuyên tạc rằng đó là tinh thần lệ thuộc nhà nước của giáo hội. Mới đây, liên quan đến vụ minh tuệ, đài RFA đã không ngần ngại tung video khai thác bình luận của một cựu nhạc sĩ có tiếng đã chạy ra hải ngoại với những lời lẽ phỉ báng miệt thị giáo hội Phật giáo và nhà nước ta. Mặt khác, những tư tưởng mưu đồ chống phá đảng nhà nước ta về chính sách tôn giáo cũng bộc lộ trong vụ việc minh tuệ sau khi có thông tin cán bộ tại một địa phương ngăn cản đám đông bộ hành gây lộn xộn tại một nghĩa trang thì trang fanpage phản động việt tân đã giật tiêu đề chính quyền không cho thầy minh tuệ dừng chân qua đêm kích động nhiều bình luận chống phá việc người bộ hành thích minh tuệ tự tu học phật với những phát ngôn hành xử của ông là đúng hay sai điều đó cần được soi chiếu bằng giáo luật và pháp luật Ngày 2 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vi phạm giao thông để xử lý theo quy định pháp luật đối với tài xế ô tô gây tai nạn rồi lái xe bỏ trốn xảy ra trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đắc Đoa. Người lái xe gây tai nạn là ông KVT, 44 tuổi, ngụ xã La Rove, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắc. Ông KVT là một quân nhân đang công tác tại một binh đoàn đóng quân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn xác định người này vi phạm nồng độ cồn 1,351mg trên 1 lít khí thở. Thông tin ban đầu khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6, ông KVT điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 47A449.33 lưu thông trên quốc lộ hướng từ Bình Định đi Gia Lai. Khi đến km 141, quốc lộ 19, đoạn qua thôn Hà Lòng 1, xã Ca Đăng, Đắc Đoa, xe ông KVT xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 81B2759.96 do bà TTTH 35 tuổi, ngụ xã Ca Đăng, huyện Đắc Đoa điều khiển theo hướng ngược lại. Gây tai nạn xong, tài xế KVT đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông nhận được tin báo của người dân nên đã khẩn trương truy đuổi và bắt giữ được xe gây tai nạn hiện bà ttth bị đa chấn thương đang được đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện hùng vương thành phố pleiku tỉnh gia lai